Xin chào quý khách hàng, tôi là Quyết, công ty trách nhiệm hạn Taisu Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ phân biệt hàng thật hàng giả súng tự động cho quý khách có thể tham khảo. Súng tự động thì là rất ít người làm cái video phân biệt, nên là khách hàng vẫn mua vào những hàng giả rất nhiều. Vậy đầu tiên về cảm quan bên ngoài thì làm thế nào để phân biệt hàng thật hàng giả? Cách đơn giản nhất là mua những cái hàng do Anetcota nhập khẩu về thì nó sẽ có cái tem cào nhắn tin mã số đây. Hàng chính hãng được nhập khẩu bởi Anetcota sẽ có tem cào nhắn tin mã số. Khi mà cào ra nó sẽ có nhiều số bên trong, nhiều chữ số ký tự bên trong, thì soạn tin nhắn CHG Anetcota gửi tới tổng đài 8077 thì nó sẽ báo này thật hàng giả. Hoặc là dùng cái điện thoại có ứng dụng quét mã vạch thì quét vào vị trí này thì nó sẽ báo luôn là hàng thật hàng giả. Còn ở ngoài ra cũng có một số mặt hàng nó xuất xứ ở các quốc gia khác nhau, không phải do Anetcota nhập về thì vẫn có thể phân biệt được. Ví dụ những cái mặt hàng khác như thế này đây, những cái hàng xịn thì nó đã in full rồi này, in full mô đen rồi, nhưng hàng giả nó vẫn dán giấy này, dán giấy này. Và cái điều đặc biệt là nó mô đen của nó là không phải là 132P nhé, đây 132P luôn luôn này. Còn nói đây là chấm AC này, đây cũng chấm AC này. Cái AC là dành riêng cho thị trường Trung Quốc, C là China. Còn một số cái sản phẩm là sản xuất cho thị trường Hàn Quốc thì nó có chữ là AK, K là Korea. Bởi thế nên là những cái mặt hàng giả từ Trung Quốc sang thì là nó sẽ y chang như Anetcota Thượng Hải. Hàng của Anetcota Thượng Hải thì nó cũng nhìn ở ngoài nó cũng giống như này, nhưng là nó có cái phân biệt hàng thật hàng giả là ở đây nhá, nhìn thẳng bằng mắt thường thì nó đã có chữ K OK rồi, có chữ O hơi mờ mờ và chữ K luôn rồi này. Còn đối với cái hàng thật thì nó khác, hàng thật là nghiêng một góc như này, nghiêng thì nó sẽ hiện ra chữ OK rất rõ nét, còn đây là nhìn thẳng nó cũng có chữ rồi. Tôi đã sang Anetcota Thượng Hải và học được cách hướng dẫn phân biệt thật giả, nên mời quý khách xem video tôi đã chuẩn bị sẵn và tôi đã post lên YouTube này. Quý khách có thể tìm ở trên YouTube là hướng dẫn phân biệt Anetcota Thượng Hải chính hãng nó như nào. Đây quý khách xem nhé, khi nghiêng có chữ OK này đấy, chữ OK này đấy, quý khách nhìn thấy chữ OK ở góc trên cùng bên phải chưa đấy. Hàng đấy với là hàng xịn, còn nó không có chữ OK thì nó không phải hàng xịn đâu. Anh nhìn thì kỹ này này đấy, chữ OK. Đây, quý khách xem lại video nha. Đấy, chữ OK. Nghiêng đối với có chữ OK. Còn đây quay lại đối với những cái hàng giả này, nghiêng với thẳng thì nó vẫn là chữ mờ mờ như thế, không phải là chữ OK rõ nét như như trên kia luôn. Đây, chữ OK đây. Còn đây, các con nhìn thấy chữ OK như rất mờ, không rõ nét căng như ở trên trên kia được. Mà nhìn thẳng nó cũng có chữ K hiện ra rồi. Đấy. Nhìn thẳng đây đã có chữ K rồi. Quý khách để ý mà phân biệt hàng thật hàng giả, cái thằng W101, W71 hoặc là súng tự động, cứ cái gì từ Anetcota Thượng Hải sang thì từ Trung Quốc luôn, nó từ Trung Quốc đều có chữ AC này, đều có cái tem này. Nhưng là hàng thật hàng giả phải nhìn cái chữ OK ở đây. Còn khi mình không biết thì không nên mua những cái dòng Anetcota mà người ta chuyển từ Trung Quốc, bởi vì là 99% là từ nó là hàng fake chứ không phải hàng của Anetcota Thượng Hải. Nếu mà hàng Nhật mà sản xuất cho thị trường Trung Quốc mà do Anetcota Thượng Hải phân phối thì nó vẫn tốt như bình thường.
nhưng là sang Việt Nam đây không có cái đồ tốt đâu, toàn đồ giả thôi. Một cái đồ giả này người ta bán ra ngoài, một cái sổ khẩu súng nó rơi vào tầm, tùy từng đơn vị bán, có đơn vị bán 2 triệu rưỡi, 3, 3 triệu, 3 triệu rưỡi. Nhưng khi trong khi đó một hàng xịn này giá của nó tầm khoảng 6 triệu, trên 6 triệu luôn. Nó khác nhau nhiều lắm ấy. Tùy vào mua số lượng ít hay nhiều thì nó sẽ được giá như thế nào, nhưng còn hàng fake thì lại khác. Bây giờ nha, để ngoài cái tem đấy thì có thể mở một khẩu súng ra để kiểm tra. Ví dụ đây là một khẩu 0.08 nha. So một khẩu 0.08 hàng thật và hàng giả thì có gì khác nhau nha. Đây, hai khẩu này. 082P và 082P.AC này. Đầu tiên là đầu nối này. Đầu nối là một cái thằng này nó ký hiệu là của JCH này, một đầu nối của Trung Quốc này. Còn đây là đầu nối SMC. Hàng SMC của Nhật. Hai cái đầu nối đã khác nhau rồi. Bên trong thì cũng có thể cũng có tờ giấy, những cái giấy của đồ rẻ tiền thì màu sắc nó khác. Đây là giấy của nó cũ hỏng thế này. Giờ nó súng nha. Đây, cứ khách nhìn nha. Đây hàng giả này. Nhìn này. Tem nó mờ mịt này, không rõ cái gì cả. Chả rõ cái gì cả. Nó còn có cái tem mã barcode này. Đây là hàng giả nha. Hàng xịn này. Nó không có mã barcode, nó có tem 3D rất rõ nét này. Nhìn kỹ nó có một quả bóng tròn ở giữa. Còn đây, cái nắp chụp này đều là ghi là E2P nhé, nhưng một cái thì là mờ mờ và sờ này, sờ trơn này, còn cái này nó sần này, khác nhau nhá. Các chi tiết thì nó cũng nằm gần giống. Cái nắp chụp này thằng nó bị hơi ố ố, có những thằng nó đen xì xì đấy. Ở đây lỗ 0.8 này, nếu mà nhìn kỹ là lỗ để phóng to một chút nào. Nét nó hơi nhỏ. Có một cái điều kỳ lạ là cái bếp này nó lại nắp con không sát xuống, lại nổi lên rất cao. Nó nổi lên cao so với hàng xịn nha. Nếu mà muốn kiểm tra cho nó kỹ thì chỉ cần gắn vào áp lực cao. Thằng xịn này nó chịu áp lực đến 6 cân, áp lực sơn từ bơm màng nổi trộn đến 6 cân, để trong vào đó fake là nó không chịu được áp lực cao như thế đâu. Khoảng 2 cân thôi. 2 cân đây, còn dưới 2 cân chứ còn nó không làm được xịn như thế. Bây giờ đây. Khác biệt ở cái dòng chặn sơn nhá. Răng chặn sơn đây. Giờ tháo cái răng chặn sơn này.
Đây, tháo ra rời rời ra luôn này. Ở đây nó sẽ có nhiều chi tiết, ba chi tiết khác nhau mà nó rời ra luôn này. Bây giờ thằng xịn này nó sẽ nguyên một khối luôn, rất dễ mà phân biệt. Nên là những cái khác mà mình không khó phân biệt thì cứ tháo lỏng cái giọt cả sơn ra. Đây. Dòng trạng sơn thì nó nguyên một khối, tháo ra nó vào rất dễ. Còn cái đối với hàng phách thì răng đều nên là nó rời từng cục một này và rất nhanh bị cháy sơn ở đây. Hoặc là những cái sản phẩm mà khi mà mình bắn ra hơi của nó sụp ngược lại, nó phun giật 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 phun ra giật 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 thì đấy là do cái chân bếp và cái thân súng này nó nằm không chuẩn, thì thằng Trung Quốc luôn gặp cái lỗi đấy. Hoặc là dải sơn nó không đều nữa, khi nó làm cái nắp trụ không chuẩn dẫn đến là cái dải sơn phun ra là nó không ổn định, nó có chỗ nhiều sơn có chỗ ít sơn, nó ở cái nắp trụ chia nó không không đều. Nên cứ cái khách để ý là cứ dùng thì nó sẽ thấy là nó có vấn đề. Cứ một khẩu súng mà dùng ra mà nó có vấn đề là cháy sơn này hoặc là răng dạng sơn nó nhanh hỏng thì cứ khách hãy xem lại xem là bên mình có cái súng của mình có những cái đặc điểm, ví dụ như cái mã QR barcode trên thân súng không, hoặc cái nắp chụp nó mờ mờ không. Như thế là đấy là những cái đặc điểm để nhận dạng hàng giả rất dễ. Còn có những cái sản phẩm nó không có QR barcode nhưng là nó vẫn là hàng giả và vẫn có thể phân biệt được. Bây giờ đây, đây là thằng này nó không có tem thì càng dễ nhìn. Còn những cái thằng có tem thì nó bắt đầu nó khó nhìn hơn. Thằng này nó chả có số series gì cả. Trống trơn từ đầu đến cuối. Nếu cứ khách là muốn mua hàng thật thì hãy để ý cách phân biệt thật giả. Còn nếu mà cứ khách không biết mà đâu là hàng thật hàng giả, hãy mua những cái sản phẩm mà đã được kiểm chứng và đã có cái dán cái tem cào nhắn tin chống giả như này thì sẽ không bị mua hàng giả. Chứ nó hai sản phẩm, một thằng nó chỉ có giá trị 50% so với thằng còn lại thôi mà mình phải mua với giá cắt cổ. Có những đơn vị mua một khẩu súng với giá của hàng xịn nhưng là lấy hàng này lấy vào hàng fake. Cảm ơn quý khách đã theo dõi.